Bất động sản Thiên Nhân xin kính chào quý vị. Này chúng tôi đang đứng ở chỗ này là thôn 3 xã Suối Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây có cái lô đất cái vườn điều này bán này. Giá thấy cũng khá rẻ nhưng đi vào thì hơi sâu nha quý vị. Đường xá này ô tô chịu luôn. Vì nó là dạng đường mòn thôi. Thế nên dẫn đến là muốn vào ấy thì là mình phải ủi cái đường này. Theo như có cái anh kia anh ấy đang bước từ đây ra cái ngoài cái mặt tiền đường 327 ấy, đường 327 nó đang làm nha quý vị. Đường 327 làm từ trên cái đường nhựa Suối Giao này đi đâm thẳng sang xã Sơn Bình, sang Hòa Bình. Đi vào cái chỗ chỗ mà nối vào cái đường thác sông Dây. Thác là thác Hòa Bình hay thác sông Dây, thác sông Dây. Chỗ này là thác sông Dây. Thì từ đây ra đấy dự kiến nhá là khoảng 300 mét, nhưng mà sau đó tôi sẽ công bố lại cái thông tin đấy sau ở trong các cái mô tả. Cái đường này thì nghe nói là đi qua hai thửa đất nên dẫn đến là người ta cũng sẽ hưởng cái đường này. Nếu mà chủ mua cái lô đất ở bên trong này thì người ta bán thêm 1 mét nữa. Đường này đang trên sổ đang là 3 mét thì người ta bán thêm 1 mét nữa là thành người ta chỉ có lấy có 30 triệu thôi. Nghe cái bạn dịch vụ ở đây nói vậy, cái đấy thì thông tin đấy cần phải kiểm chứng lại. Tức là 30 triệu còn đâu là mình sẽ cho xe ủi vào san lấp đổ đá để đi lên. Lô đất của mình thì là xung quanh thì là trồng tràm, còn lô đất của mình là lô điều. Đấy, lô điều này này. Đấy thì cái mấy anh vụ ở đây bảo chịu khó leo lên đậy đỉnh cái lô điều ấy, nó rất là đẹp, đẹp là bởi vì nó là một cái đồi cao. Thì view xung quanh rất là đẹp. Cái lô đất này có diện tích là 1,1 hecta. 1,1 hecta thì giá bán chủ đang đưa ra là 240 triệu. 240 triệu tức là một sào thì gần 2 tỷ 7, 2 tỷ 6 mấy. Cái chung quy lại thì giá khá là rẻ. Nhưng mà rẻ thì nó có cái giá của rẻ bởi vì là đây người ta trồng điều thôi, không có gì đặc biệt. Nhưng mà lô đất hơi dốc. Dốc thì nó lại có giá của dốc. Nếu mà dốc ấy thì lại tạo view rồi san lấp nó xong nó lại đẹp thôi. Đấy, ai mà mua được thì sẽ làm các cái động tác để nó cái lô đất nó đẹp lên nha quý vị. Cái này trồng điều cũng tương đối sạch sẽ, cỏ cây cũng ít thôi. Từ chỗ này mà ra đường nhựa, nếu mà chỗ kia là 300 mét thì ra đường nhựa chỉ khoảng thêm 300 mét nữa, 300-400 mét nữa, là 600 mét. Chỗ đường 327 người ta mới đang là đường đất. Đi lên đây là đến đỉnh đồi rồi quý vị. Đấy, đỉnh đồi thì ở phía dưới kia nhìn sang nó sẽ cứ có những cái đoạn nó trũng xuống như thung lũng đó. Và mình ở đây thì là trên đỉnh. Đây người ta thu hoạch điều. Tuy nhiên là nếu mà bán lô đất này cho những nhà đầu tư thì chắc sẽ không thu hoạch điều đâu. Không biết là có thu hoạch được đất săn lấp hay là cái gì không. Thì cái đồi này mà cao lên đến 4-5 mét thế này thì cả mười mấy nghìn mét vuông đến cả 50 nghìn khối đất đá, không thể đùa được. Về cơ bản thì không có gì nhiều, giống như một quả đồi để trồng điều vậy. Quả đồi thấp thôi nha quý vị, chừng 5-7 mét gì đó. Thấy bước lên đây cũng khá dài. Diện tích lô này là 1,1 hecta nha quý vị. 1,1 hecta. 11.112 1112 mét vuông. Đấy, quý vị nhìn thấy khá là dốc này. Khá là dốc nhé. Khá là dốc. Ai mà làm một cái am tu tu dưỡng ở đây thì không sợ bị ai làm phiền luôn. Rồi thì bây giờ để tôi sẽ lại đi lại cái đường mòn vừa nãy, đi ra chỗ ô tô đậu và đi ra đường 327 để cho quý vị xem là bao nhiêu xa nha. Trên sổ của lô đất này có hai mặt tiền, một mặt tiền đằng trước và một mặt tiền đằng sau. Cũng không biết gọi chỗ nào là đằng trước, chỗ nào là đằng sau, nhưng mà
mé bên kia có một cái đường, nhưng mà các bạn dịch vụ đi ra đấy thấy được, tôi nghệ thấy rào cái đường ấy lại bằng hai cái cọng kẽm gai thì không biết sao. Đó, đây là cái vị trí đầu tiên tôi đứng để quay video nhá. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ đi bộ ra ngoài đường mặt tiền đường tỉnh, đường ấy đường gọi là tỉnh lộ 237 327 và tỉnh lộ 328, thì đường tỉnh lộ 327 đang làm. Phía bên Hòa Bình ấy, phía xã Hòa Bình ấy, thấy là họ làm đường nhựa rồi nha quý vị, đường 327. Đấy, bây giờ mình bắt đầu đi. Nhưng mà có thể video hơi dài, quý vị có thể tua nha. Còn đoạn này thì tôi cũng nói những cái thông tin nó không quá quan trọng, những cái thông tin cần quý vị có rồi. Diện tích là 1 hectare mốt, giá bán là 240 triệu một sào. Đó. Xung quanh đây thì chỉ trồng tràm thôi, đặc biệt cái lô đấy thì trồng điều. Này, đường thì chỗ này rộng này. Chỗ này là thực ra vẫn là đường nhé. Đường nó chạy ở dưới này. Đây là đường mòn người ta đi thôi. Thế còn đường này từ đây khá rộng. Mà trên sổ có 3 mét này. Mua thêm mét nữa có 30 triệu. Thế là thông tin mấy bạn dịch vụ ở đây nói vậy. Còn nếu mà mua mình sẽ phải tìm hiểu rõ hơn cái thông tin đấy, đi qua đất của ai, ai nhận tiền và viết giấy bán như thế nào, vẽ trên sơ đồ là sao, làm rõ ràng cái đó. Cái đấy thì chỉ viết tay. Tuy nhiên sau khi viết tay mình làm đường rồi thì họ cũng không đụng đến được. Làm đường đổ đá vào. Nếu 300-400 mét, 300 mét, 200 mét đổ đá thì cũng không nhiều tiền đá. San lấp xe ủi để làm đường này cũng không đáng bao nhiêu. So với cái lô đất, vì chung quanh đây thì đất mà tính theo sào thì người ta đều bán 350-400-420. Đặc biệt có chỗ 600-700 nếu mà lô nhỏ. Nó to như thế này giá trung bình từ 350 đến 420. Nhưng mà nếu sâu thế này thì rẻ hơn đương nhiên rồi. Đấy, đây là đường mòn, đi vào như này ô tô không dám đi luôn. Xe off-road thì ok. Còn mấy con xe súp thì cũng chưa vào được. Thế địa thế của cái xã Suối Giao này, đồi núi núi trùng trùng điệp điệp, thung lũng rồi suối rất nhiều. Đây, đến đây thì ô tô vẫn đi được này, ô tô đang đỗ ở kia. Từ cái chỗ ô tô ấy ra ngoài đường tỉnh 327 trăm mét nữa, tôi từ vừa từ đấy vào. Đếm được bao nhiêu bước chân biết không? Bao nhiêu? Bạn ấy đang bận nói chuyện điện thoại nên bạn ấy không trả lời được. Bạn ấy chỉ tập trung được một món ấy. Đây, để đi ra cho quý vị xem luôn cái đường 327. Bên này người ta cắt tràm nên đường hơi xấu, hơi vướng cây cối, ô tô đi được. Video thì có vẻ hơi dài, những đoạn không cần thiết quý vị có thể tua. Đây nha quý vị, mặt tiền đường 327 là đường này. Hiện trạng đang là đường đất, xuyên qua kia khoảng 3-4 km nữa là đến đường nhựa. Đấy, xuyên phía này khoảng 300 mét nữa là đến đường nhựa. Đường nhựa là đường nhựa cắt ngang qua. Thế còn phía này thì là đường nhựa thẳng luôn, thẳng tuyến luôn. Họ chưa làm đến đây. Thì thông tin sơ bộ là như vậy nha quý vị. Kìa, cái xe ô tô ở kia. Thì từ đây đến chỗ xe ô tô chỉ khoảng 100 mét, hơn 100 mét, 120 mét, không 100 mét. Đi vào trong kia chắc thêm một đoạn để tí nữa hỏi cái bạn kia xem bạn ấy bước được bao nhiêu bước. Theo như bạn hỗ trợ mà đi bước, bạn trung bình bạn ấy bước thì cũng là 1 mét một bước thì bước được khoảng 400 bước nha quý vị. Có lệch thì 100 mét thì lệch khoảng 1-2 mét thôi. Thế mọi lần bước là vậy. Thì thông tin là như vậy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần sau. Quý vị cần thì chúng tôi sẽ gửi vị trí ghim Google Maps và
sơ đồ thửa đất cho anh nhé, qua Zalo. Cảm ơn quý vị.